Vịnh Lan Hạ được thiên nhiên yêu ái khi có hơn 100 bãi cát nhỏ, như những eo biển xanh. Nhiều bãi cát trải dài giữa những núi đá, yên tĩnh và không có sóng lớn, là những bãi tắm lý tưởng cho du khách thích bơi lội. Vào tháng 5 năm 2020, Vịnh Lan Hạ được trao chứng nhận thuộc top những vịnh đẹp nhất thế giới. Tới tháng 9 năm 2023, Vịnh Lan Hạ cùng Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đây là tuyến tham quan không thể bỏ qua đối với những ai tới đảo Cát Bà nằm ở phía đông của quần đảo Cát Bà và gần kề vịnh Hạ Long. Vịnh Lan Hạ nổi bật với diện tích rộng khoảng 7.000 hecta, cùng với sự xuất hiện của 400 hoàn đảo lớn nhỏ khác nhau. Khung cảnh thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ lẫn thơ mộng của những thảm thực vật phong phú nơi đây chắc hẳn sẽ không làm bạn thất vọng. Còn tuyệt vời hơn cả những cảnh sắc trời ban ấy là tất tần tật các hoạt động vui chơi thú vị, hấp dẫn như chèo thuyền kayak tắm biển, lặn ngắm san hô hay câu cá. Cùng tham khảo những thông tin hữu ích trong video này của Driving 4K để bạn có thể tự tin hơn cho chuyến đi sắp tới của riêng mình nhé. Phương tiện tham quan trên Vịnh Lan Hạ là các loại tàu thuyền. Du khách sẽ tới đảo Cát Bà, sau đó mua vé tàu tại Bến Bèo, ngay trung tâm đảo để tham quan Vịnh Lan Hạ. Giá vé một lượt từ 80.000 đồng với người lớn và 40.000 đồng với trẻ em. Nếu đi theo nhóm, du khách có thể thuê riêng tàu nhóm khách từ 10 đến 20 người có giá thuê từ 1,6 triệu đến 5 triệu đồng một tàu. nhóm khách từ 25 đến 50 người giá thuê từ 2,2 triệu đồng đến 7 triệu đồng một tàu. giá thuê phụ thuộc loại tàu và thời gian tham quan. ngoài ra, để thuận tiện trong quá trình du lịch và không phải chờ đợi tại bến tàu, các bạn có thể tìm tới các tour chọn gói một ngày hoặc nửa ngày để tham quan Vịnh Lan Hạ. những tour này được chào bán rất nhiều trên mạng xã hội. tuy nhiên, các bạn có thể tới trực tiếp những văn phòng du lịch ngay tại trung tâm đảo Cát Bà để lựa chọn tour ưng ý trước một ngày, tránh tình trạng ngừa đảo trên mạng xã hội. Lưu ý, các tour chọn gói này chủ yếu xoay quanh các hoạt động thể thao dưới nước như chèo thuyền kayak và bơi lội, vậy nên các bạn hãy chuẩn bị đồ bơi và khăn tắm để sử dụng nếu muốn tham gia vui chơi nhé. Với tour chọn gói cả ngày, có giá khoảng 800.000 đồng mỗi người lớn, các bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ như sau tàu thăm vịnh Lan Hạ, bữa trưa hải sản trên tàu, xe đưa đón tại khách sạn trung tâm Cát Bà, vé tham quan, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, trải nghiệm các hoạt động như bơi lội, chèo thuyền kayak, cá massage chân, tiệc trà chiều san party trên tàu. Lịch trình tham khảo của tour tham quan vịnh một ngày: 7h30 hướng dẫn viên sẽ đón du khách tại các khách sạn quanh trung tâm thị trấn Cát Bà. 8h xe đến cảng du lịch Bến Bèo du khách lên tàu và bắt đầu khám phá tour thăm Vịnh Lan Hạ một ngày trên du thuyền. 8 giờ 30, du thuyền bắt đầu đi qua Vịnh Lan Hạ. Thăm làng trài Cái Bèo, được biết đến với tên gọi là làng trài nổi cổ nhất Việt Nam. Khu vực này được bao quanh bởi cảnh quan núi đá vôi tuyệt đẹp. 9 giờ, du thuyền cập bến làng Việt Hải. Tại đây du khách sẽ đi xe điện dọc theo con đường làng và đi qua những khu rừng nhiệt đới, xem những ngôi nhà tre truyền thống của Việt Nam thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp của cánh đồng lúa trên đường, dừng lại ở làng trài để thư giãn và trò chuyện cùng với những người dân bản địa. 11 giờ, đoàn quay trở lại thuyền và thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng trên du thuyền. 12 giờ, thuyền sẽ di chuyển đến hang tối và hang sáng, nằm sát vịnh Hạ Long. Sau đó, du khách sẽ chèo thuyền kayak qua những khe hẹp của dãy núi để ngắm nhìn bên trong các hang động. 14 giờ, du thuyền di chuyển tới khu vực bãi tắm ba trái đào. Nơi yên tĩnh, hoang sơ và đẹp nhất của vịnh Lan Hạ. Bạn có thể trải nghiệm cảm giác mạnh khi nhảy từ mạn tàu xuống vịnh, bơi vào các bãi hoang, lặn ngắm san hô hoặc thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. 15 giờ, quay trở lại tàu để dự tiệc trà chiều. 15 giờ 30, tàu đưa du khách trở về bến bèo và xe tua đưa du khách về khách sạn. Kết thúc hành trình tour vịnh Lan Hạ một ngày. Lựa chọn thứ hai có chi phí khoảng 400.000 một người là tu ngắm hoàng hôn trên vịnh Lan Hạ cùng các dịch vụ kèm theo như xe đưa đón tại khách sạn trung tâm Cát Bà, tàu tham quan vịnh, hướng dẫn viên theo suốt hành trình, chèo thuyền kayak và tắm biển, vé tham quan vịnh, khăn tắm, nước ngọt tắm tráng trên du thuyền, nước trái cây, hoa quả và bánh kẹo trong bữa sunset party. Lịch trình tour tham quan vịnh nửa ngày, 15 giờ, xe buýt sẽ đón khách tại khách sạn khu vực thị trấn Cát Bà, sau đó khởi hành ra bến cảng Cái Bèo nơi các du thuyền chờ sẵn để đón bạn. 15 giờ 15 tàu đưa quý khách tham quan làng trài cổ đại cái bèo 7.000 năm tuổi, làng trài cổ lớn nhất Việt Nam. Từ trên tàu du khách có thể quan sát cuộc sống hàng ngày của những người ngư dân lam lũ tại đây. Tiếp đó, đoàn di chuyển để tiến sâu vào vùng lõi của Vịnh Lan Hạ. Sau đó là toàn cảnh vùng vịnh biển đẹp nhất thế giới với hàng trăm đảo đá lớn nhỏ từ từ xuất hiện trong hành trình của đoàn. Trong tiếng nhạc du dương, Cầu sẽ đưa quý khách đi khám phá hết những gì đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho vịnh Lan Hạ. 16 giờ 30, du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak giữa vịnh biển xinh đẹp, trong ánh nắng chiều tà hoàng hôn dịu nhẹ. 17 giờ, quý khách tham gia tắm biển, đắm mình trong làn nước trong xanh của vịnh Lan Hạ, nước biển sẽ giúp bạn rửa trôi đi hết ký sinh trùng trên da và cảm giác sảng khoái xua tan đi mọi muộn phiền lo toan trong cuộc sống. 17 giờ 45, lên đường trở lại bến Bèo. Trên đường đi quý khách sẽ thưởng thức tiệc trà chiều Sunset Party với các loại hoa quả và bánh ngọt, cùng nhau trò chuyện, thư giãn dưới ánh hoàng hôn của Vịnh Lan Hạ xinh đẹp. 18 giờ 30, về lại Bến Bèo, xe đưa đoàn về khách sạn, kết thúc hành trình đáng nhớ. Điều tất cả chúng ta cần quan tâm tiếp theo chắc chắn là khoảng thời gian đẹp nhất để tới nơi này. Vịnh Lan Hạ có đủ 4 mùa theo thời tiết miền Bắc. Thông thường, từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa hè, biển êm. Trời trong xanh, nhiều nắng và gió, thích hợp để bơi lội và trải nghiệm du thuyền, khám phá vịnh Lan Hạ. Đây cũng là thời điểm đông khách du lịch nhất, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11. Vịnh Yên Bình, phù hợp với những người thích nghỉ dưỡng trong không gian yên tĩnh. Thời điểm này trời mát mẻ, vẫn có thể bơi lội. Những tháng còn lại thích hợp cho các du khách muốn trải nghiệm các hoạt động trong rừng, hít thở không khí trong lành. Những điểm tham quan nổi tiếng tại vịnh Lan Hạ không nên bỏ lỡ. Đảo Khỉ là cái tên không thể bỏ lỡ khi đi thăm Vịnh Lan Hạ, nó cách bến bèo khoảng chừng 10 phút đi tàu, nên không quá tốn thời gian để di chuyển. Nơi đây có bãi tắm xanh mát, cùng bờ cắt trắng trải dài, tha hồ cho bạn tham gia các hoạt động thú vị như tắm biển, picnic. Ấn tượng nhất là những chú khỉ ở đảo vô cùng thân thiện, tuy nhiên chúng khá tinh nghịch nên bạn phải cẩn thận giữ gìn đồ đạc khi vui chơi cùng chúng nhé. Làng Việt Hải nằm trong vườn quốc gia Cát Bà, thuộc huyện đảo Cát Hải, thông gia Vịnh Lan Hạ có thể tới làm từ hướng rừng cũng như hướng vịnh, vì nằm trong rừng, đường vào quanh con nên trước đây rất ít người tới làng. Việt Hải gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hiện Việt Hải bắt đầu được đầu tư du lịch, đang là điểm thu hút khá nhiều du khách, cả trong và ngoài nước. Đặc biệt đây là một điểm lý tưởng với tour xe đạp hoặc tour trekking gần gũi thiên nhiên. Hang luồn nằm giữa nhóm đảo khép kín trên vịnh, thông ra biển chỉ bằng một cửa hang rộng khoảng 4 m cao 3 m dài 100 m Hồ nước lợ trong hang được bao bọc bởi bốn mặt núi, rộng khoảng gần 1 km vuông. Trên các vách đá còn lưu những vỏ ốc nước ngọt đã hóa thạch. Những hang kiểu này ở vịnh Lan Hạ không nhiều, đây là nơi rất lý tưởng để chèo kayak. Khách du lịch sẽ được trải nghiệm không gian thiên nhiên yên bình sau khi đi qua cổng của hang luôn bằng thuyền. Bãi tắm vạn bội nằm dọc theo phần nhô xa của một dãy núi, nơi nhiều du khách thường đến đây để khám phá hoạt động chèo thuyền, bơi lội bãi tắm vạn bội có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, với những bãi cắt trắng mịn trải dài, làn nước biển trong xanh, không gian yên tĩnh, thanh bình. Làng trải cái bèo tỏa lạc tại địa phận quần đảo Cát Bà, huyện đảo Cát Hải. Năm 2009, cái bèo được công nhận là di tích cấp quốc gia, là một trong những ngôi làng trải cổ lớn nhất Việt Nam, hiện là nơi sinh sống của hơn 500 hộ dân với nghề đánh bắt thủy sản và nuôi cá lồng trên vịnh. Để đến được làng trải cái bèo, du khách sẽ xuất phát từ đảo Cát Bà đi thêm chừng 20 km nữa sẽ thấy những ngôi làng nổi dập dình trên sóng nước, xếp san sát nhau như một thành phố thu nhỏ. Hang sáng tối, hay còn được gọi là hang sáng hang tối, nằm trên mặt nước, dài 70 mét xuyên qua núi, cách bến bèo khoảng 12 km. Để thăm được hang, du khách thường phải trèo thuyền nan hoặc kayak. Hang sáng tối là một điểm đến không thể bỏ qua với du khách tham quan và nghỉ dưỡng trên vịnh Lan Hạ, đặc biệt với khách nghỉ đêm trên du thuyền đây cũng là điểm dừng chân phổ biến của các tàu đưa khách đi chơi vịnh lan hạ trong ngày trên đây là toàn bộ kinh nghiệm du lịch vịnh lan hạ đầy đủ nhất mà driving 4k muốn gửi tới các bạn trong video lần này hy vọng các bạn sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ và tiết kiệm nếu thấy những thông tin của driving 4k là hữu ích hãy dành tặng kênh một lượt thích và một bình luận nhé đừng quên chia sẻ video này tới với những người bạn của mình và cùng lên kế hoạch khám phá vịnh lan hạ ngay trong kỳ nghỉ hè này xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên hành trình khám phá quần đảo cát bà xinh đẹp giờ thì hãy cùng driving for cây ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của di sản thế giới mới này